Giá vàng hôm nay ngày 26 tháng 9 bất ngờ đảo chiều. Thị trường vàng trong nước, phiên giao dịch cuối tuần ngày 26 tháng 9, giá vàng SJC tại Hà Nội được công ty vàng bạc đá quý SJC Sài Gòn niêm yết giao dịch ở mốc 54,60 triệu đồng một lượng mua vào và 55,12 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng tăng 200.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 100.000 đồng một lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Cùng thời điểm trên giá vàng dòng thăng long, giao dịch tại 52,58 triệu đồng một lượng mua vào và 53,43 triệu đồng một lượng bán ra. Tăng 150.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua. Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 54,65 triệu đồng một lượng mua vào và 54,98 triệu đồng một lượng bán ra. Giá tăng 250.000 đồng một lượng ở chiều mua và tăng 100.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Trước diễn biến giá vàng tăng nhẹ, giới chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư nên cân nhắc trước khi giao dịch và thường xuyên theo dõi giá vàng trên các kênh chính thống để có quyết định đúng đắn nhất. Với người dân có thể giao dịch mua bán theo nhu cầu tự nhiên. Giá vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường quốc tế tiếp tục sụt giảm do đồng USD tăng không ngừng trong bối cảnh giới đầu tư thận trọng về các thị trường chứng khoán và sự bất ổn trên thị trường tài chính thế giới. Cả vàng và bạc mở cửa trên thị trường Mỹ đều giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng do đồng USD tăng mạnh lên mức cao nhất trong 2 tháng. Đồng bạc xanh tăng do giới đầu tư tìm đến kênh đầu tư này. Trong bối cảnh chứng khoán thế giới được dự báo khó hồi phục lên các đỉnh cao cũ khi mà người châu Mỹ và người châu Âu nhiều khả năng sẽ phải ở nhà nhiều hơn khi mà thời tiết lạnh dần, mùa cúm bắt đầu. Theo Reuters, giá vàng tăng cao trở lại khi đồng USD quay đầu đi xuống. Điều này làm dấy lên hy vọng về các biện pháp kích thích của Mỹ, mặc dù vàng đang trên đà giảm mạnh nhất hàng tuần kể từ tháng 8. Theo đó, giá vàng giao ngay giảm 0,28% xuống 1.863 USD một ao, theo Kiko. Vàng giao tháng 12 giảm 0,54% xuống 1.867 USD một ounce. Hiện tại, mức hỗ trợ cho vàng nằm quanh ngưỡng 1.845 USD và mức kháng cự đạt 1.009 USD quy đổi theo giá USD của Ngân hàng Việt Còn Bành 23 hay 3.280 đồng giá vàng thế giới tương đương 52,25 triệu đồng một lượng thấp hơn 3,02 triệu đồng một lượng so với mức vàng trong nước chỉ số USD đã tụt khỏi mức cao nhất trong hai tháng qua nhưng vẫn giữ được đà tăng cao nhất kể từ đầu tháng 4. tính đến nay đã tăng 1,5% khiến vàng trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ chủ chốt khác